Xin chào các bạn, mình là Mr. Ari. Ngày hôm nay mình sẽ không coi bài tarot, mình sẽ review đồ ăn. Đầu tiên là bánh tiramisu xịt xịt. Đây, chúng ta sẽ thử cái cảm giác mà chảy sữa ra nha các bạn. Oh my god, không chảy nha các bạn. Rất đỉ, rất lừa tình. Có nha má. Có chảy nhẹ, đây là loại sữa đặc chảy nhẹ nha. Để chúng ta try thử nó, để tận hưởng cái mùi mềm này. Sáng vào. Rung lên bằng bật coi. Trời, ngon quá, quém luôn. Ngon quá. Trời ơi, vị béo của sữa hòa với sô cô la nguyên chất cộng với bột ca cao thơm dịu dàng như làm tình ấy. Bây giờ chúng ta thử đến cái quét thử cái quét. Mọi người không phải ăn một cái muỗng thôi, ăn hai cái muỗng dơ rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ thử cái chân chớs cộng với cái cheese cheese của nó. Hơi hụt hẫng nha, bánh này hụt hẫng lắm, rất hụt hẫng nha các bạn. Ăn cái bánh là không hụt hẫng, sướng, mà ăn cái này là hụt hẫng liền. Để tập trung coi sắn, mà cái này là cảm giác sắn nha. Sáng sớm có một chút mà ta đi giờ này vú hay bự nha. Vú bự là giờ chúng ta đi thịt đất các bạn. Hơi mập nha. Dỡ một khoảng cho má ngọt quá. Uống miếng sữa, uống cái trà sữa gì cho bớt ngọt. Oh. Bớt refresh liền. Ngon như mối tình đầu. Đúng là chỉ có chi các phim mới tạo cảm giác của mối tình đầu thôi các bạn. Ngon lắm. Tạm biệt. Hẹn gặp chi các phim nha.